Rồi, trong cái video này thì sẽ hướng dẫn cho các bạn về cách thay đổi ID Smooth trong app như thế nào. Còn về phần tạo ID Smooth thì mình đã hướng dẫn cho các bạn ở trong cái phần khóa học free của chiến lược kiếm tiền Google Smooth trên YouTube rồi. Bây giờ thì để thay đổi cái ID Smooth thì các bạn cần phải chuẩn bị cho mình về cái ID của banner và ID full screen và cái ID của publisher của tài khoản Google Smooth của mình. Sau đó mình sẽ vào trong cái phần đối với riêng cái app Music này thì nó nằm ở trong cái phần setting của app. Trong phần setting này thì có cái phần là ID và ID của Smooth nó nằm ở đây ha. Và mình cũng thay đổi cái phần email của cái info của cái app này và cái thì, trước hết thì các bạn vào trong phần setting ha. Nhưng mà thông thường tất cả những cái suất app cái ID Smooth nó thường nằm ở trong cái file stream, chỉ có riêng cái app này thì mình setting ở trong cái phần là Java để cho nó cái chế độ privacy bảo mật nó tốt hơn cho cái ID Smooth của mình. Thì trong cái phần stream thì mình sẽ kéo xuống thường thường là những app lần có nằm đây ha. Ok. Nếu mà các bạn tìm không ra cái phần ID Smooth như thế nào thì các bạn lên trên cái Google, các bạn search là ID ID test, các bạn search là ID test Smooth, ID Smooth test ha. Thì các bạn chọn trong cái trang Google đây. Đây là cái ID test để các bạn test khi các bạn đang build app. Còn khi mà các bạn chuẩn bị release thì chúng ta sẽ nhập cái ID thật của mình vào, cái ID tài khoản của mình vào. Thì cái app của mình đó thì đã build gần xong hết rồi. Thay đổi tất cả mọi thứ về package name, tên và color và icon, ok hết rồi. Bây giờ mình sẽ chuyển sang cái phần là mình thay đổi ID và chuẩn bị release lên trên Play Store ha. Đây thì cái ID test ở đây thì các bạn nếu mà tìm không ra thì mình có cái tip như thế này là các bạn search cái từ đầu tiên CA app thì các bạn copy và trong cái phần edit chọn file và chọn file path, thì trong phần file path này các bạn nhập cái thằng này vào ha. Ok, thì khi mà các bạn nhập cái dòng này vào thì nó sẽ hiển thị lên một cái những cái dòng ID test mình nhập vào đây thì nó ra ở đây ha. Ví dụ mình đang ở trong trong một cái file này nhưng mà mình không biết cái file setting này, vào trong file pass và nhập vào đây và mình nhập vào một line này ha. Thì dòng này thì nó hiển thị ra là cái ID Smooth nó nằm ở trong phần setting app.java. Ok. Bây giờ phần banner mình copy và mình dán vào đây. Khi các bạn cẩn thận dán vào thì đừng có để nó bị mất cái dấu phẩy ha. Full screen. Ok. Integer ID là full screen. Và cái phần Publish app thay đổi phần Publish. Ok.
Như vậy đã xong về cái phần ID, thay đổi trên ID của Xmod. Thì như vậy tất cả sau này public trên Play Store thì tất cả mọi user download về và sử dụng hiển thị quảng cáo. Thì như vậy là các bạn kiếm tiền từ cái ID Xmod này, nó log về trong tài khoản Xmod của mình. Trong phần này thì cũng cần lưu ý hơn nữa là chúng ta thay đổi những info của app, chẳng hạn như là info email ha, và cho clean process, nếu mà complex thành công thì ok ha. Rồi, như vậy đã xong cái phần đó là thay đổi cái ID. Thì sau khi thay đổi ID xong thì mình sẽ build một cái APK, APK để mình test trên app như thế nào. Rồi ok, các bạn tích vào trong phần locate. Khi mà build app đã xong, tích vào locate thì hiện thì lên cái folder là app debug. Trong phần này thì các bạn open with bootstrap APKs. Nếu các bạn đang xài cái máy ảo BlueStack, hoặc là các bạn copy ra cái máy thật của mình để review xem ha. Thì quá trình cài đã xong ha, mình mở ra xem. Ok, ngon lành cần đào ha. Trong phần này mình sẽ tìm một cái app nhạc nào đó, có thể BlueStack này có không. Ok, đây. Chọn As Playlist ha. Ok, phát nhạc coi. As Playlist này. Rồi. Đây ha, bật lên xem. Đó, thì nhạc đã phát đây ha. Rồi, các bạn nghe. Rồi, trong cái app này nó phát được nhạc rồi ha. Rồi ok, thì như vậy là mình đã test đã xong. Thì mình sẽ sẵn sàng trong việc là release app. Thì trong video tiếp theo mình sẽ bày cho các bạn release app.